Xin kính chào quý bà con, quý quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ sáu ngày 2 tháng 6 năm 2023. Thì mình xin tiếp tục làm tiếp cập nhật cơ sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thanh long ruột đỏ hiện nay thì đang ổn định ở mức cao. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây thì lô 1 đang đóng giá từ 43.000 đến 44.000, lô 2 thì đang đóng giá từ 36 đến 37.000, còn lô 3 thì giá đang đóng giá từ 32.000, lô 4 thì đang đóng giá từ 25 đến 26.000. Hàng giá hiện nay thì đang đóng giá từ 8.000 đến 9.000, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì giá tiếp tục cũng không có biến động gì nhiều. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang đóng giá từ 15.000 đến 16.000. Còn hàng sàn thì đang đóng giá từ 13.000 đến 14.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Còn hàng giạc hiện nay thì đang đóng giá từ 5 đến 6.000. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá lần lượt là 13.000, 14.000, 15.000, bò sàn thì 11.000, 12.000, 13.000. Còn hàng VIP hiện nay thì giá đang đóng trong từ 16.000. Hàng giạc thì đang đóng trong từ 5 đến 6.000, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giá tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang nằm ở giá động từ 40.000 đến 41.000, loại 2 đang nằm trong từ 35.000, còn loại 3 thì giá đang nằm trong từ 30.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc quý bà con, quý quách gì các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân mình thì sẽ luôn luôn gặt hái được những vụ mùa bội thu, thành công, đạt năng suất thật là cao, bán được giá. Xin tha kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con.